Bình đun siêu tốc thủy tinh Golsan 1,8 lít GKT2607G sẽ là một lựa chọn tuyệt vời cho những người có cuộc sống bận rộn. Điều khá ấn tượng nữa là giá cả của sản phẩm rất là mềm, phù hợp với túi tiền của đại đa số người dùng. Về thiết kế, thân ấm được làm từ thủy tinh cao cấp, dù có vẻ mỏng manh nhưng thủy tinh này có khả năng chịu nhiệt tốt, đảm bảo an toàn trong việc đun nước. Điều này không chỉ tạo điểm nhấn về mặt thẩm mỹ cao mà còn có an toàn cho sức khỏe, giúp bạn dễ dàng theo dõi lượng nước bên trong. Ngoài ra, sản phẩm này được trang bị nhiều tính năng tiện lợi, có miếng rót, có khe lọc cặn và giúp ngăn chặn bụi bẩn và cặn bã ở bên trong ấm. Nút bấm nguồn được đặt ở trên tay cầm, giúp bạn dễ dàng bật, tắt sản phẩm chỉ với một tay. Đặc biệt nữa là ở đế độc lập có thiết kế xoay 360 độ, giúp bạn đổ nước vào ấm dễ dàng và tận ấm ở bất kỳ góc độ nào mà bạn muốn. Ngoài ra, nồi còn có đèn LED báo hiệu quá trình đun nước, đảm bảo rằng bạn sẽ không cần phải canh chừng và tắt thủ công khi nước đã sôi. Hệ thống an toàn 2 cấp độ là một điểm cộng đáng kể cho sản phẩm này. Ấm tự động tắt khi đã sôi, tránh nguy cơ chập cháy và có chức năng bảo vệ đun khô khi không còn nước. Điều này đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dùng. Bình đun siêu tốc thủy tinh Golsan 1,8 lít GKT2607G không chỉ có giá cả phải chăng mà còn đáp ứng đầy đủ mọi chức năng cần thiết, là một sản phẩm đáng mua dành cho những người tìm kiếm một ấm đun nước rẻ, đẹp và an toàn.